Ok, chào các bạn. Các bạn thân mến, cô Trang Anh sẽ hỗ trợ các bạn với một bài cơ bản đầu tiên. Đó là bài về thì động từ. Các bạn thân mến, bài về thì động từ là một cái bài mà cô Trang Anh đã live stream và chữa khá là nhiều rồi. Nhưng nếu hôm nay cô Trang Anh sẽ lại hướng dẫn các bạn một lần nữa. Đó là cái cách mà các bạn dùng một cái bảng về thì động từ do cô Trang Anh tổng hợp lại để có thể làm được những cái câu chia động từ thông thường. Bạn thân mến, khi mà các bạn có một cái bảng như này rồi thì các bạn sẽ thấy là tất cả cái phần chia động từ trừ sự phối thì ra nó sẽ trở thành rất là đơn giản. Mà nhớ cho cô như sau nhá. Nhớ cho cô là các bạn hãy áp dụng cái bảng này sau, dùng cái bảng này như sau. Bảng này sẽ có mục thứ 1, mục thứ nhất của chúng ta sẽ là tên của các loại thì. Mục thứ 2 đó là cách dùng. Mục thứ 3 là công thức. Và mục thứ 4 đó là từ nhận biết. Từ nhận biết, cái từ nhận biết rất là quan trọng này. Từ chúng ta sẽ làm như sau là khi chúng ta vào câu ấy, thì chúng ta sẽ từ cái từ nhận biết này, đúng không ạ? Chúng ta sẽ suy ra nó là thì gì. Thì là gì đấy chúng ta sẽ áp dụng bằng công thức và chúng ta sẽ vào làm bài. Có một số câu chúng ta không thấy có từ nhận biết này, chúng ta sẽ không xác định được thì chúng ta sẽ căn cứ bằng nghĩa, dịch nghĩa của câu và sẽ gióng nó xem nó thuộc cách dùng gì. Bây giờ cô Trang Anh sẽ hỗ trợ các bạn chữa 30 câu của bài tập phần áp dụng này. Và trong 30 câu đó cô Trang Anh sẽ chiếu lại cái phần lý thuyết cho các bạn để chúng ta biết cách áp dụng nhé. Cô sẽ có với câu số 1. Với câu số 1 các bạn sẽ căn cứ cho cô bằng từ sau. Đó là từ one or twice a week. Chúng ta sẽ có cụm từ one or twice a week. Nghĩa là gì? Một lần hoặc là hai lần một tuần. Vậy thì, nhìn cho cô cả bên dưới nhé. Ở bên dưới chúng ta có trạng thời gian là usually. Đúng không ạ? Tôi nhận biết là usually. Chúng ta sẽ xem cho cô ở trong cái bảng này của chúng ta ở ngay mục đầu tiên này. Chúng ta sẽ thấy usually của chúng ta usually đâu rồi? Cho always, ever, ever, every, cho frequently, generally, never. Ok, cô sẽ có thêm từ đấy cho đây về cho cô đó, từ usually. Cho usually cho vào đây nhá. Vậy usually của chúng ta sẽ là dấu hiệu của cái thì hiện tại đơn này. Thì hiện tại đơn nó sẽ chia được công thức như sau, đó là vấp nguyên dạng. Vấp nguyên dạng nếu cô ngôi, nếu chủ ngữ của chúng ta là I hoặc là danh từ số nhiều. Vấp thêm S hoặc S nếu là danh từ số ít. Vậy thì cô sẽ có như sau. Câu này của chúng ta sẽ có với câu số 1, John của cô là số ít. Đúng chưa? Nếu là số ít thì cô sẽ không chọn ý A. Vấp của cô phải thêm S. Cô không chọn ý B. Giờ bây giờ cô sẽ còn ý C và ý D. Ý C và ý D của cô vấp đều thêm S hết. Nhưng bạn nhớ cho cô là cái trạng từ bao giờ cũng đứng trước động từ thường. Nên cô chọn được câu số 1 của cô là ý C. Xong câu 1 chuyển cho cô sang câu 2 của chúng ta. Câu 2 không thấy có dấu hiệu trạng thời gian nào cả. Dịch cho cô câu này. Dịch như sau. Tom bị bỏng tay trong khi anh ấy đang nấu bữa tối. Anh ta đang nấu bữa tối thì anh ta bị bỏng tay. Vậy cái này nó sẽ trong cái phần thì của cô như sau. Đó là phần thì quá khứ tiếp diễn này. Thì quá khứ tiếp diễn. Thì quá khứ tiếp diễn. Đây xem cho cô thì sau này. Thì quá khứ tiếp diễn. Bạn nhìn cho cô ở mục thì quá khứ tiếp diễn nhé. Nó có một cách dùng như sau, đó là diễn tả hành động đang xảy ra thì có hành động khác xen vào. Hành động nào xảy ra trước chia thì quá khứ tiếp diễn. Hành động nào xảy ra sau chia thì quá khứ đơn. Đấy, nhớ cho cô cái phần này của chúng ta như sau. Vậy cô sẽ có quay lại câu này của chúng ta. Anh ta bị bỏng tay trong khi anh ta đang nấu cơm. Vậy anh ta nấu cơm xảy ra trước, hành động bỏng tay là hành động xảy ra sau. Vậy xảy ra sau chúng ta sẽ chia quá khứ đơn. Vậy bây giờ lại quá khứ đơn có công thức như nào? Chúng lại phải gióng tiếp cho cô ở mục sau. Chờ, quá khứ đơn có công thức như nào? Cô thử cô quá khứ đơn đây. Quá khứ đơn nó sẽ có công thức là vấp thêm ED, đúng không ạ? Hoặc vấp cột 2. Vấp ED hoặc vấp cột 2 nhá. Vậy thì với câu này của chúng ta, đúng không ạ? Lại quay lại câu này của chúng ta. Câu này của chúng ta có từ đâu rồi? Vấp ED hoặc vấp cột 2, tức là nó chỉ có một chữ thôi. Thì cô sẽ chọn được câu số 2 của cô, đáp án là ý A, có một ý A hợp lý. Sau câu 2 chuyển cho cô sang câu 3. Câu 3 thì dễ hơn, không phải dịch nữa. Câu 3 cô có từ so far. Đấy. So far chúng ta lại gióng cho cô xem trong bảng của cô xem so far nó ở mục nào. Chờ, so far nó ở mục sau, bạn xem cho cô này. Ở mục thì sau. Rồi. Trong một loạt những từ nhận biết này của chúng ta có từ so far. Chờ, so far là dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành. Hiện tại hoàn thành có công thức là have hoặc have cộng verb be 2. Cái bảng này cực kỳ hữu ích cho cái việc các bạn làm bài tập trắc nghiệm. Chờ, have hoặc have cộng verb be 2. Cứ anh nào có have hoặc have rồi chúng ta chọn thôi. Thì cô chọn được câu 3 là ý C. Xong câu 3 chuyển cho cô sang câu 4 của chúng ta với a girl. Chúng ta lại tìm cho cô xem ở trong bảng của chúng ta có chỗ nào người ta đề cập đến a girl. Chúng ta xem cho cô như sau. Đây, a girl ở ngay mục này của chúng ta. Suy ra động từ của chúng ta sẽ chia là động từ ed hoặc động từ cột 2 nhá. Tức là nó chỉ có một chữ thôi. Hoặc là ed hoặc là cột 2.
Vậy thì cô sẽ có với câu số 4 của chúng ta sẽ chọn được, vậy là quá khứ đơn chỉ có một chữ thôi, không chọn D, không chọn B. Vậy còn A và C. Vậy còn A và C, câu 4 cô sẽ chọn đáp án là A. Tại sao không chọn C? Vì quá khứ đơn của cô không thể có S ở đuôi được. Xong câu 4 chuyển cho cô sang câu số 5 của chúng ta. Câu số 5 ấy, khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi thường chơi violin. Câu này căn cứ bằng used to diễn tả một thói quen trong quá khứ. Người ta dùng used to cộng với nguyên dạng. Câu 5 cô chọn được ý D. Sau câu 5 chuyển cho cô sang câu số 6. Với câu số 6 em nhấn cho cô bằng at the moment. Tìm cho cô trong bài có chỗ nào người ta đề cập đến at the moment. Kìa, nhìn cho cô cái phần đuôi đấy. At the moment, vậy đó sẽ công thức là am, er cộng verb in. Vừa sẽ giống cho cô xem ở trong đáp án của em có đáp án nào có am, er cộng verb in là mình khoanh thôi. Thì câu 6 cô chọn được ý C, rất là dễ. Xong câu 6 chuyển cho cô sang câu 7 của chúng ta, dịch là khi tôi nhìn xung quanh, đúng không ạ? Khi tôi nhìn quanh thì làm sao? Khi tôi nhìn vào trong cửa thì làm sao? Em bé, khi tôi nhìn vào trong thì em bé đang ngủ. Vậy lúc mà tôi nhìn vào, thằng bé vẫn còn đang ngủ. Cô căn cứ bằng từ lúc của chúng ta là quá khứ. Vậy đương nhiên bên này cô không thể chi hiện tại được. Cô bỏ ý A, đúng chưa? Vậy lúc mà tôi nhìn vào thì em bé đang ngủ. Vậy là hành động em bé ngủ là hành động xảy ra trước, hành động tôi nhìn vào là hành động xảy ra sau. Vậy giống như phần ở trên cô đã xác định cô sẽ chia quá khứ tiếp diễn, nên cô chọn câu 7 là ý C, baby số ít nên cô dùng word nhỏ thôi. Sang câu 7 chuyển cho cô sang câu 8 của chúng ta. Câu số 8 thì em căn cứ cho cô bằng từ for, và lại giống trong bảng cho cô xem for nó ở mục nào. Thì cô sẽ có như sau, for nó ở mục sau, đúng chưa? Công thức của nó sẽ là have hoặc has ở câu verb P2. Thì cô sẽ chọn được câu này của chúng ta, đáp án là ý B. Xong câu số 8 chuyển cho cô sang câu số 9 của chúng ta. Với câu số 9 chúng ta sẽ có cụm từ như sau. Over 400 miles today. Chờ, tôi rất là mệt bởi vì tôi đã lái xe. Câu này ra mình cũng không căn cứ được vào cái phần này đâu ạ. Bởi vì sao? Vì căn cứ bằng over, over cho nó bằng for, hơn, đúng không ạ? Hơn 100 dặm. Vậy nếu căn cứ bằng cái từ over hoặc for đấy thì cô có thể suy ra, cô có thể suy ra được câu đấy của chúng ta ở hiện tại thành. Hiện tại thành có công thức là have hoặc has cộng verb P2. Nhưng mà bạn nhìn cho cô như sau. Vậy thì cô sẽ bỏ đáp án ý B, bỏ đáp án ý A. Cô còn ý C và ý D. Nhưng mà có sự khác nhau này. Ý C của cô là hiện tại hoàn thành tiếp diễn, còn ý D là hiện tại hoàn thành. Hiện tại hoàn thành tiếp diễn thì khác gì với hiện tại hoàn thành? Thực ra chúng ta sẽ xem cho cô như sau. Ở dịch là hiện tại hoàn thành tiếp diễn và hiện tại hoàn thành. Nhờ thôi bạn xem cô phần này luôn, cô phân biệt cho bạn luôn này. Hiện tại hoàn thành tiếp diễn là người ta nhấn mạnh vào quá trình của hành động. Chưa, nhấn mạnh vào quá trình. Thế còn hiện tại hoàn thành là nhấn mạnh vào kết quả của hành động. Vậy thì câu dịch là tôi rất là mệt vì tôi đã lái xe hơn 400 dặm ngày hôm nay. Vậy cái này người ta muốn nhấn mạnh về cái kết quả của cái quá trình của hành động dẫn đến cái việc làm sao, dẫn đến cái kết quả bây giờ rất là mệt. Nhờ, nên cô sẽ chọn được đáp án của câu đấy sẽ là ý C. Xong câu đấy chuyển cho cô sang câu số 10 của chúng ta. Câu số 10 thì căn cứ bằng từ before ở cuối câu. Before ở cuối câu chúng ta lại có cái bảng của chúng ta giống tiếp. Thì cô sẽ thấy từ before đứng ở cuối câu, cô sẽ chia câu đấy là have, công thức của nó là have hoặc has ở cộng verb P2. Thì cô chọn được câu số 10 của chúng ta là ý D. Xong câu số 10 chuyển cho cô sang câu 11 với từ as này. As soon này của chúng ta nó sẽ có như sau. Dịch câu này phải dịch thôi vì nó cũng không căn cứ với trạng gian được, đúng không ạ? Ngay khi Martin nhìn thấy hỏa hoạn là cô ta gọi cho phòng chữa cháy. Vậy diễn tả hành động xảy ra nối tiếp nhau ở một cái mục này trong bài của chúng ta, nó có cái cách dùng đấy. Dạ, diễn tả hành động xảy ra nối tiếp nhau trong quá khứ. Vậy mình chia gì thì gì đấy? Quá khứ đơn. Quá khứ đơn là verb ed, verb cột 2, tức là chỉ có một chữ thôi. Vậy nếu chỉ có một chữ thôi thì cô sẽ chọn được câu 11 của cô là ý B. Xong 11 chuyển cho cô sang câu 12 của chúng ta. Câu 12 cô sẽ có như sau, căn cứ bằng every. Every chúng ta sẽ giống cho cô như sau. Giống cho bảng của chúng ta có từ every của chúng ta ở mục này. Công thức của nó là verb nguyên dạng nếu như ngôi ai hoặc ngôi số nhiều, verb SOS nếu danh từ là số ít. Vậy câu này của chúng ta chia theo he, số ít, cô chọn được câu 12 là ý C. Tương tự như vậy cô sẽ có câu 13 của chúng ta. Câu 13 thì bạn sẽ căn cứ cho cô bằng từ since. Nếu căn cứ bằng từ since thì bạn nhớ cho cô chúng ta sẽ có công thức như sau. Đó là công thức sau xin người ta chia quá khứ đơn. Thì mệnh đề còn lại của xin, đúng không ạ? Thì trước xin nó sẽ chia hiện tại hoàn thành, hiện tại hoàn thành cộng xin cộng quá khứ đơn. Vậy là sau xin chia quá khứ đơn và mệnh đề còn lại là hiện tại thành. Thì cô chọn được 13 là ý D. Xong 13 chuyển cho cô sang câu 14 với quy tắc của after. Chờ quy tắc của after nhé, chúng ta sẽ có như sau. Với quy tắc của after xem nào, thì quá khứ hoàn thành. Chờ thì quá khứ hoàn thành cô sẽ có như sau. After nó sẽ là trước thì chia quá khứ đơn, sau thì chia quá khứ hoàn thành. Thì sau thì chia quá khứ hoàn thành, vậy cô sẽ chọn được đáp án của câu này là ý A. Chờ, quá khứ hoàn thành có công thức là had cộng verb P2. Xong câu đấy chuyển cho cô sang câu 15 của chúng ta.
Câu 15 chúng ta sẽ có lại câu này phải dịch thôi. Trong khi anh ta đang rửa xe thì anh ta phát hiện ra một hành động đang xảy ra thì có hành động khác xen vào. Anh ta rửa xe trước, anh ta phát hiện ra hành động xảy ra sau. Cô chọn được 15 là ý D. Ok, chúng ta sẽ còn từ câu số 16 đến câu số 30. Xin mời em sẽ chuyển sang phần video tiếp theo nhé.